Xin mời các cô chú anh chị, chúng ta cùng nhau giao lưu và đặt câu hỏi xoay quanh những cái vấn đề liên quan đến nhật trạch trong những thời điểm cuối năm 2020 này. Có biết đây các cô chú anh chị, những ngôi nhà mà chúng ta đã khởi công động thổ vào giai đoạn đầu năm thì cho đến giai đoạn này thì những nhà nào đã có thể nhập trạch chưa? Và nếu như quá trình nhập trạch chúng ta có những cái vấn đề thắc mắc hay băn khoăn hay những cái quá trình liên quan đến xây dựng nhà cửa, những cái giai đoạn như là đổ mái thắc mắc, chúng ta có những điều gì mà thắc mắc không, có thể giao lưu cũng như là chia sẻ trong cái buổi live stream ngày hôm nay, thì Đức Trung và Công Thủy Thái Nguyên sẽ cùng giải đáp đến các quý cô chú chị nhé. Ồn quá đúng không ạ? Tiếng hơi ồn, không biết là tiếng về hình ảnh cũng như là âm thanh thì các cô chú chị có nhìn thấy rõ mà chúng ta cùng nhau chia sẻ giúp em để mà các bạn kỹ thuật các bạn sẽ tiến hành được phích lại nhé. Âm thanh với lại hình ảnh là chúng ta có nhìn rõ ạ? Âm thanh và hình ảnh chúng ta nhìn rõ ạ? Và âm thanh và hình ảnh chúng ta nhìn rõ ạ? Các quý cô chú chị ơi, chúng ta hãy cùng phản hồi lại giúp em xem là có rõ không, để mà các bạn kỹ thuật các bạn sẽ tiến hành là chỉnh sao cho nó phù hợp nhất thì nghe em sẽ rõ hơn. Và đã thấy một số những câu hỏi đầu tiên rồi, Buổi giao lưu ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái kiến thức liên quan đến những nghi thức nghi lễ quan trọng trong quá trình làm nhà. Như chúng ta biết rằng là trong quá trình làm nhà thì giai đoạn quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần phải nhắc đến đó là cái giai đoạn liên quan động thổ, đúng không nhỉ? Động thổ chúng ta có thể hiểu đó là giống như cái việc mà thời điểm thụ thai đối với một đứa trẻ. Tại vì rằng là một ngôi nhà thì nó sẽ có cái yếu tố về họa phúc, các hung thọa, thọ hiểu khác nhau. Do đó rằng là bởi vì nó còn căn cứ trên yếu tố tọa và hướng ngôi nhà, nó đưa ra được cái yếu tố về vận khí của ngôi nhà đó. Kết hợp với lại là theo thiên địa nhân khí, mỗi năm nó có sự thay đổi khác nhau và con người chúng ta sống nương tựa vào tự nhiên cũng như là sống vào cái môi trường sống chúng ta, bởi vì thế cái ngôi nhà nó sẽ có cái quá trình hợp khác nhau luôn. Vậy cho nên người ta coi cái ngôi nhà là một thực thể, cái quá trình mà động thổ đó là quá trình mà giống như thời điểm thứ hai với một đứa trẻ, và sau đó trong các quá trình mà xây dựng cái ngôi nhà, xây tường vách, quá trình đổ mái, cất nóc, rồi sau đó đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn nhập trạch, thì nó giống như việc hoàn thiện lên một cái quá trình mà một đứa trẻ từ thụ thai lớn lên được sinh ra và cuối cùng nó được hòa nhập cùng với một cái thế giới chung của cha mẹ, đúng không ạ? Do đó cái thời điểm nhận trạch là cái thời điểm quan trọng, nó giống như thời điểm hôn phối giữa cái gia chủ cũng như cái ngôi nhà cũng đã dựng xong. Do đó tất cả các giai đoạn trong quá trình mà động thổ, cất nóc của máy nhận trạch đều rất là quan trọng đối với một ngôi nhà. Và chúng ta hiểu rằng là tất cả những công đoạn đấy nó không phải chỉ đơn giản là hành động, mà nó là một cái nghi thức, tức là bao gồm cái phần nghi lễ và cách thức thực hiện mà chúng ta cần hiểu rõ. Do đó đến cái thời điểm này cũng là cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng là đầu năm chúng ta động thổ thì đến bây giờ chúng ta hoàn toàn đã nhập trạch rồi. Âm thanh không rõ lắm. Lan hãy cùng gọi mấy các em cho đưa ra cái yếu tố âm thanh này. Mời chúng ta hãy chờ một chút nhé. Bộ phận kỹ thuật bên em sẽ thế này là phích lại âm thanh để sao cho nó rõ hơn nào. Quý chị hãy cái này là đặt dần câu hỏi nhé.
Hay là dần những câu hỏi để chúng em sẽ tổng kết và sau đó em sẽ giải đáp cho tất cả mọi người ạ. Em thấy một số các câu hỏi đây rồi. Anh thử nói lại xem mọi người có nghe rõ được không? Không biết là âm thanh ánh sáng các anh chị ơi, âm thanh ánh sáng các anh chị có thấy rõ ràng không ạ? Âm thanh ánh sáng các anh chị có thấy rõ ràng không ạ? Hãy bình luận giúp em nhé. Vâng, xin chào anh Minh Quang Nghiêm nào. Xin chào anh Minh Quang Nghiêm, vâng. Anh chị hãy đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ với em xem là âm thanh ánh sáng tốt không? Tại sao không dùng cái mic này? Bởi vì nhà nó không cắm một cái thân này. Nó không dùng tất cả máy này không rắc. Không có rắc của web. Vâng. Nếu mà chỉ nói qua mic không thì sợ là nó không thu không phát ra thì nó không giải quyết vấn đề gì. Sao? Em đã đề xuất. Ơ, cái này được hay sao? Anh Trung thử nói xem nào. Sao dùng cái máy của Hào á? Nếu mà Hào thì có cái lương chắc 300 đây em đang thử, không biết được không? Xin chào, chúng ta nghe rõ hơn chưa? Vâng, các quý anh chị ơi, chúng ta nghe rõ hơn chưa ạ? Vâng, hãy đặt các câu hỏi nhé, hãy đặt câu hỏi để em sẽ trực tiếp giải đáp đến với tất cả mọi người nào. Em thấy một số những câu hỏi rồi, em sẽ xin phép đi và giải đáp đầu tiên luôn nha. Em thêm một số các câu hỏi rồi. Em sẽ đưa giải đáp nào, ok. Xem nào. Anh Đức Lì có câu hỏi là nhà em một tuần nữa là hoàn thiện, có nhập trạch trước để lấy ngày tốt được không ạ? Ok, xin chào bạn Đức Lì nha. Bạn nói là một tuần nữa là sẽ hoàn thiện đúng không? Có nhập trạch trước để lấy ngày không? Thực tế là cái việc mà nếu như một tuần nữa bạn hoàn thiện nhà rồi thì chúng ta hãy xem cái ngày giờ tốt để chúng ta tiến hành, chúng ta thực hiện cái việc nhập trạch luôn. Chúng ta chia sẻ rõ một số những cái quan điểm về nhập trạch để các anh chị hiểu nhé. Thứ nhất là không có khái niệm là ngày nào ngày nhập trạch lấy ngày đâu. Cái ngày động thổ là cái ngày mà chúng ta tiến hành là khởi công động thổ cái trạch đất của chúng ta. Thực tế mà nói thì cái quy trình liên quan động thổ nó phải trải qua các đoạn. Thứ nhất đó là chúng ta phạt mộc, tức là dọn dẹp cái mặt bằng hay là các xà mần, tức là những cái vụn vạch, vụn vỡ của cái công trình cũ. Sau đó thì khi mà nộ đất lên rồi thì chúng ta mới tiến hành là chúng ta động thổ. Tương tự đến cái thời điểm nhập trạch, không phải là thời điểm mà chúng ta nhập trạch cái ngày, mà là cái thời điểm mà khi ngôi nhà chúng ta đã hoàn thiện xong hết rồi, và sau đó chúng ta tiến hành là kê đồ đạc vào nội thất hoàn thiện xong, và sau đó chúng ta tiến hành là làm cái nghi thức liên quan đến nhập trạch, tức là bao gồm cái phần nghi thức và cái phần văn lễ để chúng ta tiến hành nhập trạch. Còn tất cả các đồ đạc nội thất của chúng ta phải hoàn thiện xong hết rồi, dọn dẹp sạch sẽ xong rồi, để cái ngày nhập trạch quan trọng nhất là chúng ta tiến hành thực hiện cái nghi lễ gì ạ? Đó, nghi lễ bốc bát hương. Như chúng ta biết rằng là cái ngày nhập trạch là ngày chúng ta cần phải an vị được ban thờ, an vị được cái công năng của phòng thờ, rồi chúng ta tiến hành là nhập trạch thực hiện bốc bát hương và an vị bát hương. Với việc chúng ta sử dụng bộ bát hương như thế này, chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện bốc bát hương và an vị bát hương lên để khấn thỉnh thần linh, rồi là thần linh gia tiên bà cô tổ hay là táo phủ thần quân về an ngự tại lô nhang của chúng ta, và kể từ ngày đó chúng ta tiến hành chúng ta ở luôn, chứ không có khái niệm là chúng ta tiến hành nhập trạch lấy ngày để mà lấy may mắn rồi lấy lên sức huy rồi thế này thế kia, rồi sau đó thì là chúng ta tiếp tục quay ra được kéo sửa chữa rồi là bụi bặm này rồi đấy chúng ta, rồi sau đó chúng ta mới vào ở, không cần như thế đâu. Do đó chúng ta cứ tiến hành là hoàn thiện nhà xong hết đi, tất cả đồ đạc và các công năng chúng ta hoàn thiện xong hết, và sau đó thì cái ngày mà chúng ta xem cái ngày giờ tốt chúng ta nhập trạch là ngày chúng ta tiến hành chúng ta vào ở luôn nhé bạn Đức Lý nhé. Do đó là không cần phải nhập trạch lấy ngày đâu, nếu như một tuần nữa là bạn hoàn thiện
Thì ở đây là hoàn thiện, không biết là cái khái niệm hoàn thiện của bạn là như nào, nhưng mà cái khái niệm hoàn thiện của phong thủy Tây Nguyên đó là tất cả đồ đạc chúng ta cần hoàn thiện xong hết, tủ nẻo đường tường giả tất cả mọi thứ chúng ta hoàn thiện xong để ngày nghiệp chạy của chúng ta tiến hành làm. Chút nữa Đức Trung sẽ chia sẻ với các cô chú chị 9 cái bước, các bước quan trọng trong một ngày nghiệp chạy chúng ta cần làm là những cái gì, đúng không ạ? Rồi bạn Loan có câu hỏi là tuổi 1992 nhân thân tháng 8 ngày nào khai trương đẻ, đúng nhỉ? Đối với cái việc khai trương này nhập chạy cũng thế, tất cả chúng ta có một nguyên tắc chung như này, bạn Loan cũng và thưa các cô chú chị rằng là tất cả những công việc liên quan đến trạch cát, tức là công việc liên quan đến là trạch cát, tức là liên quan đến nhà cửa và có yếu tố tọa hướng đó, là nhất định chúng ta phải căn cứ dựa trên ba thông tin thì chúng ta mới có thể lựa chọn ra được cái năm tháng ngày giờ tốt để chúng ta thực hiện. Thứ nhất bao gồm là cái hướng nhà hoặc là hướng cửa hàng hoặc là hướng cái văn phòng chúng ta muốn khai trương nhập chạy hoặc là chúng ta vào ở là cái hướng gì, chúng ta phải đo đạc độ số cụ thể bằng cách chúng ta sử dụng cái thiết bị đo, ví dụ như la bàn quân đội hoặc là chiếc lang kinh hoặc phúc đường, hoặc chúng ta sử dụng một cái ứng dụng rất là dễ trên điện thoại, đó là cái ứng dụng la bàn việt như thế này. Đối với chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng la bàn việt, nó được tải về điện thoại trên cả hệ điều hành iOS hoặc hệ điều hành Android. Chúng ta tải về chúng ta sẽ đo xem là hướng nhà chúng ta là bao nhiêu độ nhé, chúng ta sẽ đo xem là nhà chúng ta sẽ là hướng bao nhiêu độ, thì chúng ta mới căn cứ dựa trên cái việc là bao nhiêu độ như thế đo trên hai cái sân hướng này. Ở cái chế độ là mặt la bàn hai cái sân hướng, chúng ta sẽ đo xem cái nhà chúng ta là hướng bao nhiêu độ, thì chúng ta mới căn cứ để chúng ta tính toán xem là cái tháng đấy với cái tọa hướng của nhà đấy nó có được vượng không, thì chúng ta nghe nhập tranh. Thông tin thứ nhất đó là hướng nhà bao nhiêu độ. Cái thông tin thứ hai đó là năm sinh của các thành viên trong ngôi nhà, bao gồm năm sinh của trạch chủ và các thành viên. Ví dụ là khai trương ở cửa hàng thì chúng ta xem là năm sinh của cái người mở cửa hàng đấy với lại là có những ai cổ phần với chúng ta hay không, tức là những người tham gia trực tiếp quản lý ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành là căn cứ cái thông tin của các thành viên như vậy để chúng ta tiến hành là xem cái ngày chúng ta khai trương là cái thông tin thứ hai. Cái thông tin thứ ba nữa là cái tháng nào chúng ta muốn khai trương, thì ở đây là bạn đã cung cấp thông tin bao gồm tuổi bạn 1992 nhân thân và tháng là tháng 8 bạn muốn nhập trạch, nhưng mà thiếu cái thông tin đó là cái năm, là cái hướng của cửa hàng là hướng gì, thì rất khó để mà xem được. Bởi vì cái nguyên tắc lựa chọn cái năm tháng bây giờ nó phải thứ nhất là bổ long, nó phù sơn và nó tương chủ thì nó mới phát huy được công hiệu, thì nó mới phát huy được hết tất cả những cái sự hiệu quả trong cái việc chúng ta lựa chọn năm tháng bây giờ. Nó bổ long phù sơn và tương chủ thì nó phải có căn cứ vào hướng của nhà, cái thứ hai đó là năm sinh các thành viên. Rồi anh Chu Đình Hoàng có câu hỏi là nhập trạch trong tháng 7 âm lịch có sao không? Trao đổi với anh cụ thể luôn, bởi vì rất nhiều những câu hỏi tương tự của anh về cái việc khai trương hay nhập trạch trong tháng 7 âm lịch. Chúng ta vẫn cứ lo ngại là tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, nhưng thực tế mà nói thì không có, bởi trước giờ kể cả trong đạo Phật hay là trong các sách chính thư liên quan đến ngày trạch cát thì không có tháng nào được biết đấy là tháng cô hồn cả. Mà chúng ta biết trong tháng 7 chúng ta có hai cái đại lễ quan trọng, đó là đại lễ Vu Lan báo hiếu cũng như là xá tội công nhân. Do vậy là xét theo cái yếu tố về Phật giáo thì hai cái đại lễ này, hai đại lễ rất lớn và ý nghĩa nhân văn rất cao. Bởi vì rằng là tháng Vu Lan báo hiếu là tháng mà chúng ta ghi nhớ lại công ơn báo hiếu lại cha mẹ, đúng không? Về công thành dưỡng dục. Cái thứ hai là tháng xá tội vong nhân, tức là chúng ta trì xá cho những vong linh mà còn thất bưởng, còn cô hồn mà chưa có nơi quay về, chưa có nơi thờ tự, thì chúng ta tiến hành là xá tội cũng như là dương vương hỷ hoa hỷ xá tội cho những vong linh này thì để được siêu thoát. Do vậy chúng ta làm lễ phóng sinh để các vong linh này được siêu thoát, được phóng sinh, được đầu thai là thứ khác, thì đây là một hoàn toàn những cái nghi lễ hoàn toàn tốt trong dân gian để mà cũng như trong đạo Phật để mà có cái yếu tố đó là độ trì cũng như là nhân sinh quan nó trở nên là nhân văn hơn, chứ không phải là tháng cô hồn mà mọi người lo lắng là nó ngại đâu. Chẳng qua rằng là tháng này là tháng xá tội vong nhân, có vong xấu có vong tốt, mọi người cứ nghĩ rằng là toàn vong xấu thì mọi người có hại thôi. Do vậy là xét về cái tháng 7 âm lịch không phải lo liên quan tháng cô hồn, nhưng cái việc mà liên quan đến nhập trạch hay khai trương được hay không, nó phải căn cứ dựa trên tọa hướng của căn nhà, tọa hướng của cửa hàng. Cảm ơn. Tọa hướng căn nhà, tọa hướng cửa hàng để quyết định xem là cái can trì nó có đắc lận hay không để chúng ta tiến hành chúng ta nhập trạch. Do đó là có nhập trạch hay không thì căn cứ vào tọa hướng của nhà nữa. Anh Chu Đình Hoàng ạ. Ví dụ tháng 7 chúng ta biết là tháng sát thân. Tháng sát thân này sẽ không thể nào mà nhập trạch được đối với những nhà tọa đông phương tây được, bởi nó gọi là tháng sát long. Hay đối với tháng 7 là tháng sát thân thì nó cũng tiên kỳ động thổ hay nhập trạch đối với các tuổi liên quan đến tuổi xung với tuổi tháng. Ví dụ như tuổi dần, ví dụ như là giáp bính mậu canh thêm dần, đúng không? Là các cái tuổi dần đấy thì tiên kỵ cái việc mà trạch cát trong tháng 7 này, bởi tháng 7 tháng sát thân thì tuổi dần nó bị xung.
thế thôi, chứ tôi không có lo tháng 7 nó tốt hay xấu đâu. Vâng, anh Chu Đình Hoàng cũng hỏi luôn là nếu mà muốn đo nhà chung cư ấy, thì đo theo hướng cửa ra vào hay là hướng ban công, tức là xác định hướng của... hướng của chung cư, anh Chu Đình Hoàng, đối với chung cư chúng ta xác định hướng của cửa của căn hộ, chúng ta xác định hướng theo hướng của căn hộ. Rất nhiều người có suy nghĩ rằng xác định hướng theo tòa chung cư hoặc là hướng theo ban công, thực tế mà nói thì ban công nó chỉ là điểm lấy gió lấy sáng thôi, chứ đâu là hướng nạp khí, thì nó nạp theo cửa chính. Ví dụ hạn ngày Tết thì chúng ta tiến hành là xông nhà đâu, chúng ta mời bạn bè ở trong nhà thì bạn bè phải leo vào ban công leo vào sao, không phải như thế đúng không? Còn nó hướng của cái tòa chung cư để chúng ta xét cái vận khí của toàn bộ chung cư đấy. Ví dụ như này, hướng cái tòa chung cư chúng ta xét cái vận khí của toàn bộ tòa chung cư. Nếu như cái vận khí tòa chung cư đó nó tốt thì gần như là các căn hộ bên trong nó sẽ được cái sự ảnh hưởng tốt. Còn nếu tòa chung cư đấy vận khí nó xấu thì toàn bộ các căn hộ trong chung cư nó cũng có sự ảnh hưởng xấu. Ví dụ như này, một số căn chung cư nó có hướng đông, một số cái tòa chung cư nó có hướng đông trong năm nay, và nếu như hướng đông năm nay mà tòa chung cư lại quay ra sửa chữa đập phá cái toàn bộ cái mặt tiền sảnh của cái chung cư đấy thì chắc chắn là trong tòa chung cư thế là có chuyện. Cam kết với anh chị luôn, các anh chị theo dõi xem những tòa chung cư là hướng đông hoặc là hướng đông nam, hướng đông trong năm 2020 này và hướng đông nam trong năm 2021, tòa chung cư nào mà hướng đông trong năm 2020 hoặc hướng đông nam trong năm 2021 mà dở chứng ra quay ra cái kiểu là sửa chữa tiền sảnh hoặc là đập phá bức thềm hoặc là làm bất cứ gì liên quan đến phần hướng của cái tòa chung cư đấy, kiểu gì trong cái năm đấy tòa chung cư sẽ có chuyện, không nhà không căn hộ này tránh thì có người trong tự tử. Các anh chị gửi theo dõi rồi đã tự chung lại cái căn hộ chung cư nó xác định theo hướng của cái căn hộ đấy nhé, bước vào ra khỏi cửa chính của căn hộ mặt nhìn thẳng vào đâu thì đấy chính là hướng. Do đó rằng là cái việc mà đối với chung cư thì nó quan trọng ở thời điểm nhận trạch, đối với chung cư thì chúng ta quan trọng ở thời điểm nhận trạch chứ không phải quan trọng thời điểm động thổ, bởi vì động thổ là chủ đầu tư người ta động thổ rồi, người ta làm mấy năm cơ mà. Do đó cái thời điểm anh chị nhận nhà quan trọng nhất là thời điểm chúng ta tiến hành nhận trạch, không phải là cái thời điểm anh chị nhận nhà không xem cái ngày tu sửa, bởi vì lúc nào căn chung cư sẽ sửa, đúng không ạ, lúc nào căn chung cư nó cũng sửa luôn. Do đó là khi anh chị nhận cái căn chung cư ở dạng thái hô thì anh chị cứ tiến hành cho thợ vào làm như bình thường, đẩy cái tiến độ lên, và quan trọng chúng ta lựa chọn cái tháng vượt để chúng ta tiến hành chúng ta nhận trạch, và chúng ta xem ra là cái hướng của căn hộ đến năm nay vẫn thì nó có được vượt hay không để mình nhận trạch. Ví dụ là một số cái hướng mà năm nay nhập trạch cơ bản không vượng lắm, như hướng đông năm nay cũng lại sát đáo đến hướng hai đường hướng chính Thái Thuế, tức là hướng chính bắc, hướng Tý Ngọ, Ngọ Tý thì năm nay là hướng Thái Thuế mới phá mà đến thì cái việc nhập trạch vận khí nó cũng không được vượng được lắm. Do đó là căn hộ chung cư chúng ta quan trọng để điểm nhập trạch. Nhờ. Bạn Toàn Nguyễn có câu hỏi là tháng 8 âm lịch này em dự định nhập trạch về nhà mới. Xin hỏi thầy là thời điểm này có phù hợp hay không? Em sinh năm 1997, chung cư nhà em có hướng 130 độ và căn của em ở là có vị trí tầng 22, ban công hướng ra mặt tiền của chung cư. Em cảm ơn. Thì đúng rồi, dĩ nhiên là ban công thường hướng ra mặt tiền rồi. Có đâu rằng là cái việc mà tháng 8 này có nhập trạch hay không? Thì về cơ bản rằng là như chúng nói là cái việc nhập trạch chúng ta căn cứ dựa trên tọa và hướng của căn hộ. Cái thứ hai nữa là năm sinh của các thành viên trong gia đình. Ở đây là bạn cung cấp là hướng của nhà bạn là hướng 130 độ đúng không? Vâng. Hướng 130 độ chúng ta có thể thấy đó là hướng tốn đúng không? Là tọa càn và hướng tốn. Tọa càn hướng tốn, trong đó tháng 6 đó là tháng tọa càn tốn là tháng 8 nhỉ? Tháng 8 là tháng Dậu đúng không? Tháng 8 là tháng Dậu. Hoàn toàn có thể nhập trạch như bình thường bạn ạ. Về chi tiết thì bên Phong Thủy Lâm Nghiên bên mình sẽ tiến hành kết nối thêm với bạn, bạn để lại số điện thoại nhé. Phong Thủy Lâm Nghiên sẽ tiến hành kết nối thêm với bạn để tư vấn cho bạn cái thời điểm nhập trạch cũng như xem bạn cái năm tháng ngày giờ nhập trạch để tiến hành. Thì khi mà Phong Thủy Lâm Nghiên xem và trả kết quả thì bạn sẽ bao gồm các kết quả, thứ nhất là năm tháng ngày giờ nhập trạch, cái thứ hai nữa là những cái văn khấn và nghi thức nghi lễ quan trọng trong cái thời điểm nhập trạch này, và cái thứ ba là hướng dẫn bạn những cái nghi thức liên quan đến việc thực hiện bốc và an vị bát hương. Đối với bộ cốt bát hương như thế này thì sẽ hướng dẫn bạn rất là chi tiết. Ngoài ra thì nếu như bạn có mặt bằng công năng của căn hộ chung cư bạn cũng có thể gửi qua để các bạn trợ lý chuyên viên tư vấn của Phong Thủy Nghiên sẽ cái này là tư vấn thêm cho bạn cái mặt bằng công năng hiện trạng của căn hộ chung cư bạn, nó có những điều gì sai phạm hay không sẽ cái này là chúng ta hóa giải, hoặc là chúng ta sẽ kích hoạt lên ở những cái vị trí tốt nhé. Và toàn nguyên bạn để lại số điện thoại để được tư vấn chi tiết hơn và trả kết quả thông qua phiếu trả kết quả nhé, chứ thông qua cái video livestream này thì chưa thể nào mà trả lời bạn cái năm tháng ngày giờ nào được. Ok, bạn có vấn đề xuống hạ rồi, cảm ơn bạn.
Bạn Hảo Tony có câu hỏi là: em chào thầy, nhà em nhập trạch vào ngày 14 tháng 9 dương lịch. Em bốc bát hương trước một ngày có sao không ạ? Em cảm ơn. Đối với bạn Hảo Tony, bạn có câu hỏi liên quan đến việc nhập trạch và bốc bát hương như vậy đúng không? Bạn Hảo Tony, cái việc mà nhập trạch và bốc bát hương thì quan trọng nhất người ta nói là thời điểm nhập trạch mới là cái thời điểm chúng ta bốc bát hương, chứ không ai bốc bát hương trước cả. Bởi vì rằng là cái ngôi nhà, bản thân con người này, và cái năm tháng ngày giờ thật sự nó có một sự kết nối với nhau. Bởi vậy cho nên cái năm tháng ngày giờ chúng ta xem nó gọi là có thuật ngữ trong phong thủy Lâm Nguyên, ta mà phái đó là phù long và tinh chủ, tức là cái năm tháng ngày giờ đấy nó đắc can chi, bởi vì là tất cả các liên quan năm tháng ngày giờ lựa chọn nó đều dựa trên yếu tố về âm dương ngũ hành của can và chi hết, đúng không ạ? Can và chi để yếu tố về bổ long cũng như tương hợp trạch chủ. Do vậy rằng là cái năm tháng ngày giờ mà chúng ta xem nó là cái thời điểm tác vượng để chúng ta thực hiện, và cái việc nhập trạch thời điểm tác vượng nhất quan trọng nhất đó chúng ta bốc bát hương và ăn được bát hương. Do đó không có cái lý gì mà anh bốc bát hương trước và nhập trạch sau cả. Do đó là cái thời điểm mà chúng ta nhập trạch chính là thời điểm chúng ta bốc bát hương. Ví dụ như thời giờ phong thủy nên xem cho anh đó là từ 9-11 giờ, tức là giờ Tị, thì tức là tầm khoảng hơn 9 giờ một chút này như này thì bốc bát hương. Còn nếu trước đó này có thể như này xong tí. Rồi thì tiện đây cũng sẽ trao đổi với các quý vị chỉ về các cái nước để chúng ta tiến hành thực hiện nhập trạch như thế nào nhé. Sau đó chúng sẽ tiến hành chia sẻ thêm các anh chị những câu hỏi giải đáp ở đây. Các cái bước mà chúng ta tiến hành nhập trạch như sau. Bước thứ nhất đó là sau khi ngôi nhà chúng ta hoàn thiện xong rồi thì chúng ta bước đầu tiên đó chúng ta tiến hành là chúng ta kê các cái khối công năng đồ đạc ở trong nhà, đúng không? Tức là tất cả liên quan đến nội thất, giường tủ, kể cả ban thờ, chúng ta cần phải tìm được cái vị trí chúng ta tiến hành đóng ban thờ xong rồi nhé. Tất cả các công năng đồ đạc, tủ, tivi rồi tất cả các nội thất là chúng ta tiến hành an vị trong ngôi nhà đã hoàn chỉnh rồi. Bước thứ nhất là cái việc an vị lau dọn sạch sẽ rồi nói gì. Sau đó là trước ngày nhập trạch đó chúng ta tiến hành chúng ta xông khí, đúng không ạ? Trước đến 1-2 ngày chúng ta tiến hành chúng ta xông khí bằng bộ trì đoán vận. Thì chúng ta tiến hành xông khí bằng bộ trì đoán vận đấy, và sau đó chúng ta nhớ là hãy đến cái nơi mà thành hoàng bản thổ, nơi đình đền miếu phủ mà khi mà chúng ta tiến hành là ví dụ đối với nhà thổ cư là khi thời điểm chúng ta đậu thổ là chúng ta có xa thành hoàng miếu thành hoàng hoặc là nơi đình đền chùa miếu phủ gần nhà chúng ta, đúng không? Chúng ta thắp hương chúng ta xin. Vậy thì cái ngày nhập trạch thì chúng ta cũng như này, chúng ta xin vào ở, đúng không ạ? Do đó là đối với nhà thổ cư là bước hai quan trọng, đó chúng ta tiến hành xông khí và chúng ta cần phải đến cái nơi mà đình đền thành hoàng miếu phủ đấy để chúng ta xin cái ngày nhập trạch chúng ta vào, đúng không? Còn đối với chung cư thì thường nó không có cái đình đền miếu phủ, nếu mà có chúng ta đến rất là tốt, còn nếu không thì thường đối với chân chung cư đấy người ta sẽ có một cái, thường là sẽ có một cái miếu thờ thì chúng ta có thể tiến hành chúng ta làm lễ xin ở đó để chúng ta tiến hành chúng ta vào ở, đúng không nhỉ? Trước đến 1-2 ngày rồi sang bước thứ ba đó là cái ngày chúng ta tiến hành nhập trạch, là đến cái năm tháng ngày giờ chúng ta nhập trạch, đúng không? Như ngày hôm nay chẳng hạn 9-11 giờ là cái giờ nhập trạch thầy đã xem cho, thì trước đó là khoảng 30 phút, tức là 8:30 thì chúng ta cũng tiến hành là xông khí lại một lần nữa bằng cái bộ truyền tài cái tận đấy, đúng không ạ? Chúng ta có thể là mỗi một phòng thì chúng ta tiến hành đặt một cái nụ trầm để tiến hành chúng ta xông khí lên. Và sau đó thì tầm khoảng là hơn 9 giờ thì chúng ta bắt đầu chúng ta tiến hành là bốc bát hương, đúng không ạ? Thì cái thời điểm mà trước cái lúc mà chúng ta bốc bát hương thì nên rằng chỉ cần trạch chủ vào thôi. Trạch chủ bước vào cái nhà đấy, tức là người trạch chủ, người đàn ông trạch chủ, người chồng, người cha hoặc người đàn ông trạch chủ trong nhà vào tiến hành xông khí trước, và nhớ là đặt một cái nụ trầm ở ngay trước cửa, đúng không ạ? Để tầm khoảng hơn 9 giờ thì các thành viên bắt đầu tiến hành là bước vào và bước qua nụ trầm đấy để tiến hành tẩy bỏ tạp khí nhé. Chúng ta bước vào, bước qua nụ trầm đặt trước cửa chính nhé, và sau đó vào chúng ta tiến hành dọn dẹp. Thì hơn 9 giờ là thời điểm bắt đầu chúng ta tiến hành bốc bát hương, đúng không ạ? Bốc bát hương với cái phần thực hiện bằng cái bộ bốc bát hương như thế này thì cái phần liên quan đến nghi thức bốc bát hương và cách thức bốc bát hương, quy trình bốc bát hương như nào thì hẹn các anh chị trong tuần tới thì thầy Đăng Nguyên sẽ có cái video hướng dẫn các anh chị bốc một bát hương hoàn chỉnh và viết một cái tờ giấy mới hoàn toàn luôn nhé. Thì sang tuần thì thầy Đăng Nguyên sẽ có video hướng dẫn, và Đức Trung sẽ có cái video livestream vào 6 tuần sau để mà hướng dẫn các quý cô chú anh chị bốc một bát hương hoàn chỉnh như thế nào, thì hẹn chúng ta sang tuần sau nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái bộ bốc bát hương này, chúng ta tiến hành là bốc bát hương và an vị bát hương lên. Thì tùy gia đình thờ 3-2-1 bát hương mà chúng ta tiến hành bốc. 3 bát hương chúng ta sẽ thờ bao gồm thần linh, gia tiên và bà cố mãnh, đúng không ạ? 1 bát hương thì chúng ta sẽ thờ chung tất cả thôi, bao gồm là thần linh, táo quỷ thần quân, tử gia tiên và bà cố mãnh, chúng ta sẽ thờ cùng một bát. Đó, đối với chung cư thường chúng ta thờ một bát thôi. Ok, và sau khi bốc bát hương xong chúng ta sẽ tiến hành là an vị bát hương lên, đúng không ạ? Chúng ta tiến hành an vị bát hương lên. Sau khi an vị bát hương lên rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng các bài văn khấn, bao gồm khấn thần linh, khấn gia tiên, đúng không ạ? Để mà thỉnh giáng lâu nhang các chư vị thần linh và gia tiên về bát hương nhà mình chúng ta an vị, đúng không? Ok, sau khi xong cái việc chúng ta bốc bát hương và an vị bát hương xong, đúng không ạ? Đồng thời làm cái lễ gọi là lễ khấn xin nhập trạch mong rồi, thì đối với những gia đình nào mà chưa thực hiện cái lễ hoàn long mạch thì chúng ta cũng tiến hành là thực hiện cái lễ hoàn long mạch luôn,
vào cái ngày nhập trạch này, nghĩa là đối với nhà thổ cư, nhà chung cư thì không cần. Đối với nhà thổ cư chưa hoàn long mạch, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện việc hoàn long mạch này luôn. Sau khi thực hiện lễ hoàn long mạch xong, thì chúng ta sẽ tiến hành là quay ra, chúng ta sẽ tiến hành là bật lửa, đúng không ạ? Bật lửa bếp để tiến hành là chúng ta bật lửa bếp để tiến hành là kích hoạt cái hỏa kia trong ngôi nhà để trở nên ấm cúng. Và lưu ý rằng là trong bếp chúng ta thì vũ muối, vũ gạo, vũ nước là hoàn toàn là phải đầy đủ rồi nhé. Tức là tép nước đã phải đầy đủ nước rồi, vũ gạo là thùng gạo, vũ gạo chúng ta phải đầy đủ gạo rồi, hay là vũ muối thì chúng ta cần phải đầy đủ muối rồi, bởi vì gạo muối nước nó thể hiện cho lương thực, nó để cho sự ấm no và no đủ. Tất cả những cái đấy chúng ta cần phải tích trữ sao cho đầy đủ rồi nha. Sau đó chúng ta tiến hành bật bếp và đun nước, thì các cô chú chị nhớ là chúng ta tiến hành đun nước ít nhất kéo dài trong vòng là từ canh giờ này sang canh giờ kia, kéo dài khoảng 2 tiếng, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta tiến hành 9-11 giờ thì các cô chú chị nhớ là bật qua lúc 11 giờ luôn, bật từ lúc 9-11 giờ và bật qua lúc 11 giờ, tức là từ giờ tị sang giờ ngọ, tức là qua 11 giờ là sang đến giờ sáng tiếp theo là từ 11 giờ đến 13 giờ là sang giờ ngọ rồi, thì chúng ta tiến hành bật xuyên canh giờ luôn nhớ, để cái việc mà nó thể hiện cái yếu tố sự thành công đó. Sau khi mà bật bếp xong rồi, chúng ta dùng bếp đấy để chúng ta phá trà, chúng ta tiến hành là dâng lên các chư vị thần linh gia tiên của mình luôn. Sau khi xong rồi thì chúng ta tiến hành là chúng ta hóa vàng, đúng không ạ? Chúng ta hóa vàng đấy, và chúng ta tiến hành là thu lộc đó. Đó là các công đoạn và đầy đủ khi mà nhập trạch. Do vậy rằng là cái yếu tố bốc bát hương là chúng ta phải bốc bát hương trong ngày nhập trạch, chứ không phải bốc bát hương sau trước hay là sau ngày nhập trạch gì cả nhé. Rồi tiếp theo là chị Thảo Lê có câu hỏi là: em chào thầy, em nhập trạch nhà mới nhưng thờ lại bát hương cũ có được không ạ? À, hay phải bốc lại bát hương mới vậy thầy? Đối với rất nhiều gia đình đó, khi thời điểm nhập trạch thì chúng ta tiến hành là như chúng nó quan trọng nhất là thời điểm chúng ta ăn vị bát hương, đúng không? Thì cũng nhiều gia đình thì chúng ta tiến hành là ăn vị bát hương cũ hoặc là chúng ta bốc bát hương mới, thì điều quan trọng là cũ hay mới ở đây nó nằm ở quan trọng là bộ cốt ở bên trong. Nếu như bát hương nhà bạn mà chưa có được nạp cốt ở phía bên trong một cách chuẩn chỉ thì tốt nhất là ngày nhập trạch mới thì chúng ta tiến hành nạp khí mới. Tức là nạp khí là chúng ta cần phải nạp khí cho bát hương, thì bên trong bát hương phải có cái gì đấy thì nạp khí được. Thì bên trong bát hương nó thường nó sẽ có bộ cốt thất bảo quan trọng bên trong. Do đó là nếu như trong bộ cốt bát hương nhà bạn mà chưa có bộ cốt thất bảo ạ, là chúng ta tiến hành bốc mới luôn. Thực tế một cái bộ cốt bát hương hoàn chỉnh nó sẽ bao gồm là có 3 thành phần, đúng không ạ? Là bao gồm là có cốt thất bảo này, có đây là đây chính là bộ cốt thất bảo này, có bộ cốt thất bảo này, có gạo hoàn thần tài này, và có gói hộp bộ phúc hương như thế này. Thì trong một cái bộ bát hương đầy đủ nó sẽ bao gồm 3 thành phần như thế này, đúng không ạ? Thì nếu như bát hương nhà bạn mà chưa có thì chúng ta tiến hành là chúng ta bốc mới. Còn nếu mà có rồi, tức là bát hương cũ bên nhà cũ mà chúng ta bốc rồi mà bốc bằng đúng cái bộ bát hương chuẩn rồi thì chúng ta làm lễ là xin di bát hương sang, xin an vị, xin chuyển bát hương là an vị lại nhé. Anh Xuân Giang có câu hỏi là: cho mình hỏi, nhà mình chính nam tuổi 1990 thì nên nhập trạch ngày nào tốt nhất vào tháng 8 ạ? Chính nam, chính nam đúng nhỉ? Chính nam tức là tọa ngọ đúng không? Ý đúng không? Anh muốn nhập trạch vào cái thời điểm tháng 8 âm, ok. Vậy mình sẽ nói qua cho anh về cái nguyên tắc liên quan đến việc nhập trạch. Tuổi 1990 canh ngọ đúng nhỉ? Tháng 8 âm là tháng dậu. Tám âm là tháng rất rộng. Thì về cơ bản nguyên tắc xem ngày của phong thủy Tam Nguyên đó là căn cứ dựa trên tọa hướng ngôi nhà này, căn cứ dựa trên năm sinh của trạch chủ và các thành viên trong gia đình. Ở đây anh mới đưa tuổi của anh là 1990, không biết là vợ anh đã lấy lập gia đình chưa, nếu có rồi anh tiến hành cung cấp thêm thông tin của vợ và các con anh nữa. Thì để phong thủy Tam Nguyên lựa chọn cái năm tháng ngày giờ nó phù long cũng như là đáp với tất cả thành viên trong gia đình, và sau đó kết quả mà phong thủy Nguyên trả em sẽ bao gồm là cái phiếu trả kết quả bao gồm năm tháng ngày giờ triển khai nhập trạch. Cái thứ hai nữa là cái văn khấn và nghi lễ để thực hiện việc nhập trạch này, cũng như là những cái hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện bốc và ăn bát hương. Thì về cơ bản anh nên để lại cái số điện thoại phong thủy Nguyên mới có thể là xem chi tiết này được, chứ một vài phút live stream này không thể là xem cụ thể cho anh cái năm tháng ngày giờ nào để nên nhập trạch được, và rất nhiều những cái hỗ trợ anh sau đó nữa. Cái để là số điện thoại để các bạn tư vấn thêm cho anh. Anh Hùng Phạm có câu hỏi là: em hỏi về xây nhà năm 2020, tuổi 1997, vợ 1977, vợ 1978, con trai nhâm ngọ, ở hướng nào thì đẹp, xin cảm ơn. Anh ấy sinh năm 1977, vợ 1978, con trai nhâm ngọ,
thì ở hướng nào đẹp để xây nhà năm 2020? Hướng nào đẹp năm 2020? Của anh là 1977 Nhân Tị đúng không? Vâng. Vợ là 1978 Hoàng Ngọ đúng không? Lựa chọn muốn xây nhà năm 2020. Không biết anh đã có đất chưa? Nếu mà anh có đất rồi á, nếu anh đã có đất xây nhà rồi thì anh cái này anh đo lại cái tọa hướng của trạch đất nhà anh xem là bao nhiêu độ. Thì sau đó anh báo lại cho phòng thủy viên để phòng thủy viên căn cứ tính toán cho anh xem là thứ nhất là cái trạch đất đấy nó có hợp lòng với anh không. Cái thứ hai là cái vận khí của năm 2020 nó có được tốt hay không để tiến hành được chúng ta. Nó có được tốt hay không để chúng ta tiến hành chúng ta động thổ đúng nhỉ? Thì với cái việc đó là đối với cái yếu tố đó là nếu như anh chưa có trạch đất mà anh bây giờ anh tìm trạch đất phù hợp ạ. Thì đối với tuổi gia đình các thành viên gia đình anh như thế thì anh có thể lựa chọn cái trạch đất hướng đông hoặc là hướng tây bắc. Tuy nhiên rằng là hướng đông nó bao gồm ba xu hướng là giáp Mão Ất và tây bắc thì bao gồm ba xu hướng là Tuất Cần Hợi. Thì ở đây rằng là anh chọn trạch đất thì anh cần phải đo đạc cụ thể độ số xem nó vào Tuất vào Càn vào Hội hay Hợi đối với hướng tây bắc hay là vào sắc hay vào Mão hay Ất đối với hướng đông. Thì khi đó để căn cứ dựa trên tiếp là cái lưu liên vận khí của từng cái xu hướng đấy chúng ta tính toán xem nó có được vận hay không để chúng ta tổng thể xây dựng. Tuy nhiên là nếu như trong năm 2020 này thì hướng tây bắc thì là ok, chứ nếu mà hướng đông thì không xây dựng được bởi vì hướng đông năm nay phạm quan đại sát. Nhưng nếu anh để năm 2021 thì hướng đông thì vẫn có thể động thổ được. Tuy nhiên còn cụ thể là vào sát hay vào mão hoặc ất thì cái này anh đo cụ thể lại đi bằng cái ứng dụng La Bàn Việt nhé. Anh đo lại bằng cụ thể ứng dụng La Bàn Việt thì nó sẽ chính xác hơn. Cô Nguyễn Xuân có câu hỏi là cô sinh năm 1960, chồng sinh năm 1957, con trai sinh năm 1983, nhập trạch ngày nào tháng 8 âm thì được, cô cảm ơn. Cô sinh năm 1960 Canh Tí đúng không ạ? Chồng 1957 là Đinh Dậu, con trai cô 1983 Quý Hợi, nhập trạch tháng 8 nào cũng tốt. Cô Nguyễn Xuân này cô cần cung cấp thêm giúp cháu một cái thông tin nữa, đó là hướng của nhà cô đó là hướng gì và cô nhập trạch ở đây là căn hộ chung cư hay là căn hay nhà thổ cư? Bởi vì căn hộ chung cư thì nguyên tắc xem ngày sẽ khác mà nhà thổ cư thì nguyên tắc xem ngày cũng sẽ khác, do đó cô cần cung cấp thêm giúp cháu là hướng nhà cô là hướng gì và bao nhiêu độ nhé. Cô đo bằng ứng dụng cụ thể, cô sử dụng ứng dụng La Bàn Việt, cô đo giúp cháu xem là cụ thể hướng nhà cô là bao nhiêu độ, thì lúc đó thì bên cháu sẽ này xem với cô nó chi tiết hơn. Cô dùng ứng dụng La Bàn Việt tải về điện thoại ấy. Đây này cô này, cô dùng ứng dụng La Bàn Việt này, cô kích ở cái chế độ là hai thiên sơn, cô đo giúp cháu xem là hướng nhà cô là bao nhiêu độ, thì lúc đó thì không thể đứng nguyên mới có thể là căn cứ để tính toán cho cô xem là cái tháng 8 thì thời điểm nào nhập trạch thì nó vượng hơn. Ở đây cô đưa thiếu thông tin rồi, do đó là chưa thể tư vấn được. Vậy là cô để lại số điện thoại để các bạn sẽ tiến hành kết nối với vấn đề như cô kỹ hơn. Chị Nguyễn Thảo Uyên có câu hỏi là cho em hỏi chung cư nhà em cửa chính hướng Bắc, ban công hướng Tây thì năm nay nhập trạch có được không ạ? Chung cư cửa chính hướng Bắc, ban công hướng Tây đúng không? Thực ra hướng Bắc, bạn Thảo Uyên ạ, chào bạn. Hướng Bắc thì nó bao gồm ba sơn hướng là Nhân Tý Quý đúng không? Hướng Bắc bao gồm các sân hướng Nhân Tý Quý. Các cô chung chị nhớ là cú pháp chúng ta đặt tên bao gồm là câu hỏi này cộng với lại là thông tin cộng với số điện thoại, thì để sau khi quá trình mà những chung tư vấn chi tiết trên này thì các bạn trợ lý sẽ kết nối để tư vấn thêm cho, nhớ chúng ta đã để số điện thoại thêm nữa. Nếu bạn Thảo Uyên nhà bạn hướng Bắc, chung cư hướng Bắc, hướng Bắc bao gồm các sân hướng Nhân Tý Quý, thì về cơ bản là bạn nếu mà đo được chính xác được hướng chung cư là hướng Nhân Quý Nhân Tý thì nó sẽ chính xác hơn. Nhưng về cơ bản là hướng Bắc năm 2020 này Thái Bế đã đến hướng Bắc, do đó là nhập trạch đối với nhà hướng Bắc này thì về cơ bản được. Tuy nhiên là chúng ta vẫn cần nên sử dụng một số phương án để mà hóa giải những thay thuế, thì bạn cũng có thể là xin các đội ngũ trợ lý cũng để nguyên một cái phù thay thuế. Cái phù thay thuế năm 2020 mỗi năm thì thầy đang nguyên được tặng các học viên khách hàng cái phù thay thuế đấy, thì bạn cũng có thể là xin các đội ngũ trợ lý phù thay thuế đó để về quá trình nhập trạch chúng ta thêm cái này giá lên trên cửa nhà để quá trình hóa giải thay thuế nhé. Ngoài ra thì bạn cũng có thể cung cấp thêm cái thông tin các thông tin bao gồm là năm sinh của bạn và các thành viên gia đình, cái thứ hai hướng căn hộ chung cư bạn là bao nhiêu độ để mà các bạn sẽ tư vấn thêm với bạn cái năm tháng bây giờ là mình sẽ tốt nhất, cũng như là gửi cái bản vẽ mặt bằng công năng để các bạn sẽ tư vấn thêm về cái mặt bằng công năng có sai phạm hay không để chúng ta hóa giải những kích hoạt thêm sẽ tốt hơn. Cô Nguyễn Xuân đã cung cấp thêm thông tin là hướng nhà thì nghiêng về phía tây bắc, nhà là nhà thổ cư. Vâng, nhưng mà hướng tây bắc, cô Xuân ấy hướng tây bắc nó vẫn là chưa chung quá, chưa cụ thể được. Cô phải dùng La Bàn cô đo độ số cụ thể cho cháu nhé. Cô dùng La Bàn cô đo độ số cụ thể cho cháu. Cô dùng ứng dụng La Bàn Việt cô này. Cô dùng ứng dụng tên là La Bàn Việt, cô tải về điện thoại, ấy, sau đó cô đo cho cháu xem là cụ thể là bao nhiêu độ. Bởi vì tây bắc nó bao gồm ba xu hướng là Tuất Cần Hợi, bởi vì cho nên vẫn cần phải cụ thể tây bắc là bao nhiêu độ nó chính xác hơn.
nên chính sách như thế, bởi vì là phong thủy nó có yếu tố khoa học căn cứ, do đó là càng cụ thể là càng chính xác, chứ không đưa ra đại khái được. Thì Tây Bắc bao gồm ba sớm, là tốt cả hợp thì cô đo cụ thể xem nó vào Tây hay là Bắc hay là Tây Bắc thì mới chính xác được nhé cô ạ. Anh Thế Trung có câu hỏi là em sinh năm 1994 thì nhà hướng nào tốt anh ơi? Đối với cũng qua đây tâm sự với các cô chú chị luôn về cái nghiệp đó, tại sao Phong Thủy Thái Nguyên rất ít khi tư vấn cho cái nghiệp hướng nhà nào tuổi. Phong Thủy Thái Nguyên sử dụng kiến thức định long của Tam Hợp Phái, nó khác rất nhiều đối với các kiến thức mà các quý cô chú chị các bạn tìm hiểu trên mạng. Như chúng ta biết là biết tìm hiểu trên mạng, chúng ta thấy là mỗi tuổi 19 vì nó bị bé hơn so với thu trực tiếp này. Vâng. Mọi người, em thấy mọi người comment là rút ra. Vâng. Như chúng ta biết rằng là cái việc mà Phong Thủy Thái Nguyên rất ít khi tư vấn cho các quý cô chú chị về cái việc là hướng nhà hợp tuổi, bởi vì là khác với trường Tây Bắc, trong kinh cảnh chúng ta lại tìm hiểu trên mạng thấy rằng là tuổi 1994 rất tốt hay bất cứ tuổi nào khác, thì cái việc mà chọn cái hướng nhà hợp tuổi nó rất dễ. Chúng ta có thể tìm 1994 nam mạng hợp hướng nào thì nó ra vô vàn các cái thức bát trạch kinh cảnh, như 1994 là cung quấn, cung cấn, rồi là thuộc đông tứ trạch, rồi hướng này hướng kia, duyên niên duyên đi sinh đi phục vị, hay trạch các hướng hoa hại tiền mệnh ngũ quỷ, thì mấy cái kiến thức đó ở trên internet nó nhan nhản nhản ra, nhưng thực tế nó không chính xác. Cái phần giải đáp này thì nói chung và thầy Nguyên đã có những video giải đáp rất cụ thể liên quan đến việc hướng nhà hợp tuổi theo bát trạch kinh cảnh không chính xác. Thì theo Phong Thủy Thái Nguyên, theo định long tam hợp phái thì Nguyên sẽ hoàn toàn rất là khác luôn. Tuy nhiên tại sao Phong Thủy Thái Nguyên rất ít khi tư vấn cũng như public các cái thông tin, tức là công bố các thông tin về việc tuổi này tuổi kia hợp hướng nhà nào? Bởi vì cái việc mà lựa chọn cái tuổi hợp hướng nhà nó chưa phải là yếu tố quan trọng nhất, và nếu như chúng ta ứng dụng sai thì nó còn phản tác dụng rất là nhiều. Tại vì rằng là cái việc hướng nhà hợp tuổi nhưng nó còn xét trên yếu tố phong thủy ngôi nhà đó nó có được tốt hay không. Nếu như phong thủy của ngôi nhà đó nó tốt, sẽ là yếu tố về cách cục tổng quan bố trí bên ngoài bên trong ngôi nhà nó vượng, mà ở một cái nhà nó hợp hướng nữa thì nó được 10 phần. Chứ nếu như yếu tố phong thủy của ngôi nhà nó xấu, tức là yếu tố bố trí cảnh quan kết cục bên trong bên ngoài ngôi nhà nó xấu, mà ở cái nhà này nó còn hợp hướng nữa, thì phong thủy ngôi nhà nó cực kỳ tệ, thì nó chỉ thì nó có khi còn âm điểm, mà người ta nói chết thì hợp. Bởi vì chúng ta lựa chọn ngôi nhà nó hợp hướng nhưng phong thủy ngôi nhà nó xấu thì nó gọi là hợp với cái xấu, đúng không ạ? Thì không có gì với việc chúng ta cứ cố gắng lựa chọn một cô con dâu hợp tuổi với con trai mình. Như cô con dâu này thì vừa xấu nết vừa xấu cả người, đúng không ạ? Suốt ngày thì cãi chồng cãi con thôi, rồi là cãi ba mẹ thôi, thì làm sao mà hợp được, đúng không ạ? Thì hợp tuổi để làm gì đâu, đúng không? Thì do đó rằng là ở một cái nhà mà nó hợp tuổi như thế thì nó lại càng, nó ở một cái nhà mà nó hợp hướng như thế thì nó càng tệ nếu như phong thủy xấu. Do đó rằng là Phong Thủy Thái Nguyên căn cứ dựa trên yếu tố phải khảo sát thực tế để xem cách cục của ngôi nhà đi trong ngoài nó có tốt hay không, thì mới có thể là quyết định rằng là ở cái nhà đấy hướng như thế thì cách cũng như thế được vượng hay không, chứ không chỉ đơn giản ở một cái nhà hướng. Còn nếu như ở một cái ngôi nhà hợp hướng không thôi thì nó không chính xác được, không chính xác được. Còn đâu rằng là hôm qua đây thì cũng trao đổi với bạn để bạn có thể bạn lựa chọn đối tượng 1994 như bạn thì bạn nên lựa chọn cái chỉ dẫn hướng đông nam và hướng tây nam. Tuy nhiên rằng là ở được hay không thì cần phải dựa trên cái yếu tố đó là khảo sát thực tế mới có thể quyết định được việc ở hay không tốt, chứ không chỉ một cái lý thuyết là ở hướng đông nam và tây nam được. Đó, tuy nhiên theo việc mong tâm và phái thì bạn tự lựa chọn hướng đông nam hướng tây nam nhé. Nào, chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo nào. Nào, xin mời chúng ta hãy đặt câu hỏi tiếp theo ạ. Nào, chúng ta hãy đặt các câu hỏi tiếp theo để Đức Trung sẽ cùng giải đáp đến các quý cô chú chị nào.
Vâng, ok anh Trung nhé. Chúng ta hãy ứng dụng phong thủy theo cách như vậy thì nó sẽ chính xác hơn anh ạ. Nó chính xác hơn. Chứ không chỉ đơn giản là hướng nhà hợp tuổi đâu. Bởi vì là hướng nhà hợp tuổi lựa chọn cái nhà mà hướng mà nó xấu phong thủy thì nó còn tệ hơn rất nhiều. Người ta nói chết vì hợp mà. Do đó rằng là phải khảo sát, phải đánh giá mọi thứ trên cách cục tế, chứ không chỉ đơn giản lý thuyết được. Chứ tìm ở trên mạng mấy cái hướng nhà đi xin ký phong thủy ngũ quỷ thì nhiều lắm, nhiều nhan nhản luôn, có đúng đâu. Vâng, anh Võ Gia Phú có hỏi tư vấn giúp mình là phương thức bảo 250 với 250 với lại 480 có gì khác nhau đúng không? Như không thể đánh viên trời năm vừa rồi có đưa ra hai cái vật phẩm, hai bộ phương thức bảo hoàn toàn mới để các cô chú chị có sự lựa chọn. Thứ nhất đây là bộ phương thức bảo được đóng gói hoàn toàn mới để mà chúng ta tiến hành, chúng ta thực hiện đặt vào phía bên trong của bát nhang. Đối với bát nhang chúng ta thực hiện cái bộ phương thức bảo lớn như này có đôi là các cái nạp cho linh tượng, nạp cho linh vật, nạp cho bát nhẹ, nạp cho thần tài của địa, chúng ta cũng sử dụng cái bộ phương thức bảo nhỏ. Thì với cái việc sử dụng bộ phương thức bảo lớn này thì các thành hai bộ phương thức bảo này thành phần nó giống nhau nhưng chỉ khác nhau hàm lượng thôi. Hai cái thành phần nó giống nhau đều có đầy đủ là vàng mặt ngọc chay, ngọc thủy quý, sao đỏ mã hổ phách và vàng mặt thần tài, tuy nhiên chỉ khác nhau hàm lượng thôi. Khác nhau hàm lượng thì nó chênh lệch nhau về mức giá thôi chứ nó không có điều gì khác nhau cả, có ra thú ạ. Nhưng điều quan trọng là trong hai bộ quốc tế bảo là khác nhau lớn nhất là khác nhau cái gì? Trong bộ quốc tế bảo của hai này là khác nhau lớn nhất là tờ di hiệu bên trong. Đối với cái bộ quốc tế bảo của bát nhang sẽ được sử dụng cái tờ di hiệu để viết cho các bát nhang, ghi bát nhang thờ Phật, bát nhang thờ gia tiên thần linh và cô mãnh, bát nhang thờ cao thủ thiên quân, đây, bát nhang thần tài. Còn đối với cái bộ quốc mà làm cho linh vật đã bao gồm linh tượng hay là linh vật thì phía bên trong chúng ta sử dụng phù khác, nó gọi là bách giải chư tài phù. Đấy, thì nó sẽ sử dụng một cái phù khác hoàn toàn mà không phải sử dụng cái tờ di hiệu ở trong cái bộ quốc tế bảo này. Thì bộ quốc tế bảo nó giống nhau thành phần nhưng khác nhau hàm lượng thôi, do đó là cái mức giá cũng khác nhau một chút. Thì tùy theo cái việc chúng ta sử dụng cho mục đích gì, làm cốt cho bát hương hay làm cốt cho linh tượng, tức là bao gồm các linh vật như long quy, thần quỷ, bí hưu hay là ông thần tài của địa, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cốt bảo sao cho nó đúng. Và xin mời các câu hỏi tiếp theo nào. Các quý cô chú chị ơi, chúng ta hãy đặt các câu hỏi xoay quanh cái việc liên quan đến nhập trạch hay là các cái phần mà các cô chú chị chưa hiểu liên quan đến nghi thức liên quan đến nhập trạch, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp rất là cụ thể trong buổi live stream ngày nay nhé. Thì sao ạ? 2021 nào các có gia đình cô chú chị nào mà thời gian kéo dài chúng ta dự kiến có thể kéo dài sang tận năm 2021 không ạ? Có ngôi nhà nào chúng ta đang xây trong năm 2020 này rồi nhưng mà dự kiến thời gian chúng ta có thể là triển khai sang tận năm 2021 không ạ? Cũng rất nhiều các quý cô chú chị lo ngại rằng là cái việc làm nhà 2 năm. Rất nhiều các quý cô chú chị lo ngại rằng là cái việc làm nhà 2 năm thì có vấn đề gì không, đúng không? Bạn Thảo có câu hỏi, chị Thảo có câu hỏi là tôi sinh năm 1979, chuẩn bị lập gia đình, có dự định mua một căn chung cư, nhờ thầy tư vấn sao cho phù hợp với tuổi của tôi. Tôi cảm ơn. Vâng, xin chào chị Thảo. Chọn hướng và chị chọn ngày. Sinh năm 1979 lựa chọn một căn hộ chung cư đúng không này? Chọn hướng và chọn ngày. Bạn thì nên lựa chọn căn hộ chung cư nào? Về cơ bản là ở đây mới có thông tin của chị là 1979 thì vẫn còn thiếu các thông tin của các thành viên gia đình chị nữa, đặc biệt là chồng của chị. Bởi vì là nếu như là căn hộ chung cư này chị mua để chị làm trạch chủ thì căn cứ tuổi chị thôi, còn nếu như chị mua để gia đình chị ở thì cần căn cứ dựa trên tuổi chồng chị nữa, tức là bao gồm của chồng chị này, chị và các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên nếu như ở đây xét tuổi chị là 1979 kỷ mùi mà chị lựa chọn một căn chung cư sao cho phù hợp thì chị nên lựa chọn căn chung cư hướng đông bắc thì sẽ tốt hơn. Lựa chọn căn chung cư đông bắc, tức là hướng của căn hộ đây là hướng đông bắc chứ không phải hướng của tòa nhà, hướng ban công. Chúng ta sẽ sử dụng hướng của căn chung cư hướng đông bắc nhé. Tuy nhiên một điều đó là căn chung cư nếu còn đẹp phong thủy không, nó không chỉ đơn giản là dựa trên cái yếu tố đó là hướng của căn hộ mà nó dựa trên cái việc bố trí nội cục phía bên trong căn hộ như thế nào,
cũng như là đối với một cái dự án tòa nhà, căn hộ chung cư đấy, một cái dự án như thế, thì căn hộ chung cư của chị nó sẽ nằm ở cái vị trí nào ở trong cái tòa nhà đấy, nó có được vượng hay không. Ví dụ chúng ta lựa chọn căn hộ chung cư nhưng mà cả không chụp hành lang thì nó lại đi thẳng vào cửa của căn hộ đấy thì nó không được tốt, thì trong phong thủy nó sẽ không thể tốt chút nào cả. Chúng ta lại cần phải tính toán sao cho nó, lựa chọn cho nó chính xác. Anh Võ Gia Phú có câu hỏi là anh trả lời câu hỏi của anh Hoàng Minh chưa ạ? Sửa lại phòng thờ trong tháng 7 này có được không? Anh Hoàng Minh có mong muốn là sửa lại phòng thờ trong tháng 7 đúng không? Với cái việc mà trong cái tháng 7 mà chúng ta muốn tu tạo sửa chữa thì chúng ta lại cần phải tính toán dựa trên cái việc là nếu như cái việc mà động thổ xây nhà chúng ta căn cứ dựa trên vận khí của cái hướng nhà, chúng ta dựa trên cái vận khí của trạch nhà để xem là chúng ta lựa chọn tháng lượng, thì tương tự thế động thổ sửa chữa, động thổ nhà này chúng ta cần căn cứ dựa trên động thổ tại phương vị nào, cũng như rằng là cái phương vị đấy thì vận khí có được vượng hay không để chúng ta tiến hành tu tạo sửa chữa. Thì ở đây rằng là cái phòng thờ của anh không biết nó nằm tại phương vị nào ở trong ngôi nhà của anh, tính từ tâm nhà để chúng ta căn cứ dựa trên cái phương vị đấy chúng ta muốn sửa thì nó có được tốt hay không trong năm nay. Ví dụ như một số những phương mà chúng ta tuyệt đối không thể sửa chữa được trong cái năm 2020 này, ví dụ chúng ta biết là có những phương mà có cái yếu tố sát khí nó đào đến, ví dụ như là phương đông là phương cổ vũ lại sát đào đến, thì nếu như chúng ta muốn sửa cái căn nhà mà tại cái phương vị đông thì không thể sửa được. Hay là những cái phương mà nó có yếu tố tam sát như năm 2020 canh tí, thì những cái phương bao gồm là hợi, tí và sửu, thì những cái phương đấy là cái phương mà có cái yếu tố tam sát đào đến thì chúng ta không thể nào sửa được. Chị Hoa có câu hỏi là: chào thầy, hiện nhà tôi đang trong giai đoạn hoàn thiện, vẫn còn căn bếp chưa làm xong, nhưng theo tôi tìm hiểu thì ngày 4 tháng 8 âm lịch này là ngày đẹp để tiến hành nhập trạch. Những ngày khác thì lại rơi vào ngày nguyệt kỵ, ngày tam nương, ngày thọ tử. Vậy theo thầy, tôi có nên nhập trạch để lấy ngày và sau đó tiếp tục cho thi công không ạ? Nếu nhập trạch để lấy ngày thì tôi có phải ngủ lại một đêm không? Câu hỏi cho chị Hoa, câu hỏi của chị rất là dài và không đầy đủ thông tin đúng nhỉ? Thứ nhất là đối với cái việc xem ngày theo các cái chính thư viết đấy, tức là các cái sách phong thủy chân thư viết á, thì trong tất cả những ngày ấy, nói chung là thầy giáo viên nghiên cứu thì không có cái ngày nào người ta viết về những cái sao người chị tam nương cả, hay là thọ tử các quý địa, bởi vì là các cái khái niệm liên quan đến tam nương thì mình thì đều là lấy từ cái truyền thuyết từ Trung Quốc, từ Trung Quốc sang. Trong cái đó là đối với phong thủy chính tông thì người ta lựa chọn cái năm tháng ngày giờ để nhập trạch, nó căn cứ vào các cái thần sát, các cái yếu tố về sao để cái thứ rất ít. Chúng ta bây giờ mà chúng ta xem ngày nhập trạch chúng ta dở thì bản nhiên chúng ta xem ngày đấy hắc đạo hoàng đạo, chúng ta xem sao này sao kia như thế không phải. Cái nguyên tắc lựa chọn cái năm tháng ngày giờ chúng ta nhập trạch là căn cứ dựa trên yếu tố về tọa và hướng của căn hộ, chúng ta dựa trên năm tháng ngày giờ sinh của các thành viên để mà tìm ra được cái ngày giờ sao cho nó đắc can chi, đắc hợp mã, đắc quý nhân phù long tương chủ, tức là dựa trên hoàn toàn dựa trên yếu tố âm dương ảnh của can chi nạp vào, chứ không phải dựa trên các yếu tố sao. Còn đối với cái sao này sao kia thì người ta tránh, như là đối với ông Nghĩa Nghiên thì cũng tránh một số sao như là sát chủ hoặc là thọ tử thôi, chứ đâu là mấy cái tam nương nguyệt kỵ đấy thì trong phong thủy chính phái không có cái sách nào viết về tam nương nguyệt kỵ cả, nên chúng ta không phải quá lo lắng. Đối với cái việc mà nhập trạch thì như chúng nói rồi, không phải nhập trạch cái ngày đâu, cái việc nhập trạch là cái ngày mà chúng ta cần phải hoàn thiện ngôi nhà nó thật là tốt và sau đó chúng ta này chúng ta vào ở, bởi vậy cho nên tất cả những công năng về đồ đạc nội thất trang trí thì chúng ta cần phải hoàn thiện xong hết đi và sau đó chúng ta thế này chúng ta vào ở để sao cho nó tốt nhất, chứ không phải là chúng ta tiến hành là chúng ta nhập trạch lấy ngày và sau đó là tiến hành là đôi đẽo tu sửa chữa nhà thì nó không đâu đâu cả, đúng không ạ? Bởi vì nhập trạch thì chúng ta cần phải an vị được ban thờ, tức là an vị được phần ban thờ của bát nhang thần linh gia tiên và cố mãnh, không phải chúng ta thỉnh bốc bát hương. Do đó rằng là cái yếu tố là chúng ta cần phải thỉnh giáng các cụ về ngự tại ban thờ, ngự tại đôi nhang nhà mình và ở từ đó để âm hòa nó được phúc phần, chứ đâu có phải là chúng ta lập một ban thờ tạm bỡ ra rồi sau đó các cụ về rồi sau đó chúng ta tiến hành là đục béo sửa chữa âm ầm vũ bạo dù là các cụ đâu cũng ngủ được đâu ạ. Thì cái việc mà nhập trạch lấy ngày đó là gần như không cần thiết và không chính xác. Thì dĩ nhiên là cái việc mà chúng ta nếu như chúng ta nhập trạch đúng ngày rồi mà ngôi nhà chúng ta đã hoàn thiện nó rồi thì tính từ ngày nhập trạch xong là chúng ta ở luôn, chứ không cần phải ngủ lại một đêm, ngủ lại luôn á, để chúng ta tiến hành chúng ta ngủ lại luôn và tất cả những ngày sau đấy chúng ta tiến hành sinh hoạt như bình thường, đúng không ạ? Còn trước đó chúng ta không có thực hiện việc sử dụng ngôi nhà đó trong cái việc mà nấu nướng hay sinh hoạt hay là ngủ nghỉ lại đây chúng ta thực hiện không. Còn đối với ngày nhập trạch thì chúng ta tiến hành là thực hiện ăn của bát hương và tính từ ngày đấy chúng ta ở luôn và bắt nhật, tức là trong 100 ngày để chúng ta tiến hành là thắp nhang để chúng ta thờ tự sao cho cái phần hương hỏa tốt nhất.
Cô Nguyễn Xuân có trở lại với một câu hỏi là trong việc làm ăn thì không được suôn sẻ, khi chuyển nhà và khi chuyển bàn thờ và bát hương thì phải làm như thế nào? Cô cảm ơn. Ở bên Tam Hợp Phái ạ. Vừa tầm với anh mà. Và anh Sơn Truyền, và xin chào anh nhé. Cô Nguyễn Sơn hỏi đúng không ạ? Vì làm ăn không được suôn sẻ, khi chuyển nhà thì khi chuyển ban thờ và bát hương có làm sao không? Cảm ơn. Không cô ạ, cái việc nhập trạch, cái việc nhập trạch là cái việc hoàn toàn là cắt nợ đối với một ngôi nhà sau quá trình chúng ta tiến hành tu sửa chữa hoặc chúng ta làm nhà xong, đúng không ạ? Nhập trạch cái ngày chúng ta nạp khí trong ngôi nhà đó, do đó mọi sự cắt vượng nó sẽ phải rất là tốt. Còn nếu như cái bát hương của cô cũng không mới thì cô tiến hành cô làm cái lễ xin chuyển từ bát hương từ nhà cũ sang nhà mới, thế là xong. Thì cái văn lễ xin chuyển như thế nào ạ? Văn lễ xin chuyển như thế nào thì các bạn trợ lý từ công ty Nguyên sẽ tư vấn thêm cho cô và gửi cô cái văn lễ xin chuyển bát hương để sao cho là thực hiện cái phần nghi lễ đã trở nên tốt nhất, không phải lo đâu cô ạ. Còn đâu là cái việc làm ăn suôn sẻ nó cũng căn cứ dựa trên nhiều yếu tố khác nữa, về dương trạch, về âm trạch, cũng như là về cái vận hạn lưu niên của bản thân mình, cũng như những ngành nghề đấy xét theo cái lưu niên vận khí năm nay có được hưởng hay không, để chúng ta cái này chúng ta triển khai. Do đó là không cái việc mà nhập trạch thì nó hoàn toàn tốt, không phải lo đâu cô ạ. Cô có một cái cô cần làm cái lễ xin chuyển bát hương từ nhà cũ sang nhà mới thì lại được cô nhé. Bạn Ngân Đinh có câu hỏi là: chào thầy, tôi sinh năm 1974, chuẩn bị xây nhà thổ cư, nhờ thầy tư vấn chọn hướng sao cho phù hợp ạ. Chị Ngân Đinh đúng không ạ? Chị sinh năm 1974, rất dần chuẩn bị xây nhà thổ cư, tư vấn chọn hướng sao phù hợp. Nên nếu như chị có hướng nhà rồi thì chị có thể là đo lại hệ số, chị gửi qua để các bạn trợ lý của bạn sẽ tư vấn thêm cho chị. Chị nhớ là để lại thông tin số điện thoại để được tư vấn kỹ hơn. Ngoài ra nếu như chị tiến hành là chị lựa chọn trạch đất mới thì theo định long tam thái chị có thể lựa chọn trạch đất hướng đông nam hoặc hướng tây nam nhé. Yeah. Chị lựa chọn trạch đất hướng đông nam hoặc là hướng tây nam thì nó sẽ vượng hơn, đúng không ạ? Đông nam hoặc hướng tây nam thì nó sẽ vượng hơn. Tuy nhiên một điều đó là cái việc mà hợp hướng hợp long nó chỉ là một yếu tố thôi, cái việc mà quyết định ở được cái trạch đất đấy lâu dài hay không thì vẫn cần phải khảo sát đánh giá được cái phong thủy ngôi nhà có được tốt hay không thì mới có thể ở được. Chị Nguyên Linh nhé, cần phải khảo sát để đánh giá được cái trạch đất này nó có được tốt không thì mới có thể ở được. Cái trạch đất đấy chứ không chỉ đơn giản là lựa chọn cái hướng không. Còn đâu 1974 của chị thì lựa chọn được hướng đông nam thì rất là tốt, lựa chọn hướng đông nam rất là tốt. Còn này vấn đề khảo sát để xem là đo đạc cụ thể hướng đông nam đấy là rơi vào độ số bao nhiêu, vận khí vào cái năm muốn xây có được vượng hay không, rồi là thiết kế ngôi nhà bên trong như thế nào, đánh giá không chỉ bên trong bên ngoài là ngôi nhà nó làm sao. Nhưng với cái bản hướng đông nam nếu như chị xây trong năm 2021 thì không xây được, bởi hướng nam năm 2021 nó phản phải mối quan hệ sát, không làm được đâu. Mình nhớ như vậy nhé, bởi vì là quyết định làm, quyết định ở một ngôi nhà hay không nó được căn cứ dựa trên ba cái cốt. Thứ nhất là hợp hướng này, hay gọi là hợp long, hợp tọa. Cái thứ hai đó là hợp vận, cái thứ ba là hợp phong thủy. Nó cần phải tốt cả những cái đấy chúng ta phải ở được. Bạn Anh Hoàng có hỏi tháng 7 âm lịch này có nên nhập trạch không? Cái việc nhập trạch như chúng ta giải đáp rất là nhiều rồi đúng không ạ? Cái việc nhập trạch này nó không có căn cứ để dựa vào cái yếu tố là tháng 7 âm lịch có được tốt hay không để mình nhập trạch. Nhập trạch phải căn cứ dựa trên tọa hướng của căn hộ, dựa trên cả tọa hướng của căn nhà, dựa trên năm sinh các thành viên, và chúng ta tính toán xem là cái tọa hướng đấy vào tháng 7 và tháng canh thân này nó có được, tháng 7 là sát thân này nó có được vượng hay không. Tháng 7 tức là chúng ta coi tháng 7 là tháng sát thân thì nó có phải là tháng vượng hay không để chúng ta tiến hành chúng ta nhập trạch. Nếu mà nó vượng thì ok nhập trạch không vấn đề gì, còn nếu nó không vượng thì không nên, đúng không ạ? Nếu không vượng không nên. Do đó là tháng 7 là tháng âm lịch chúng ta triển khai nhập trạch. Nếu như nó vượng chúng ta triển khai nhập trạch không vấn đề gì cả. Còn nếu mà nó không vượng thì tốt nhất để nó khác, chứ không phải lo tháng 7 là tháng cô hồn. Do vậy là nhất định bạn cần phải cung cấp thêm thông tin đối với nhà bạn là hướng bao nhiêu độ, cái thứ hai năm sinh các thành viên trong gia đình, chứ không phải lo tháng 7 âm lịch là có nhập trạch đấy không đâu. Vâng, chúng ta còn 10 phút để giao lưu nữa. Các quý vị cô chú chị ơi, chúng ta hãy đặt câu hỏi đi ạ.
Vâng, cảm ơn cô Nguyễn Sơn nhé, cảm ơn bạn Nguyễn Linh nhé. Anh Xuân Chuyên đúng không ạ? Anh Xuân Chuyên, một trong những khách hàng quen của Phong Điện Biên cũng khá lâu năm rồi. Anh có hỏi là cho mình hỏi người sinh năm 1954 sang năm 2021 xây nhà như Tây có được không? 1954 xây nhà hướng Tây. Anh Xuân Chuyên này, hướng Tây thì bao gồm ba xứ là Canh Dậu Tân. Bao gồm ba xứ hướng Canh Dậu Tân, có vẻ anh phải đo cụ thể cho là hướng Tây đấy là cụ thể bao nhiêu độ. Nếu như vào hướng chính dậu, tức là khoảng áo hướng dậu thì năm 2021 thì không làm được. Bởi vì Mão Sơn năm 2021 có phạm phải tam sát. Năm 2021 Tân Sửu thì giờ tuổi tam hợp thì tam sát đến ba phương là dần Mão Thìn mà. Do đó là xây nhà khoảng áo hướng dậu thì khoảng tam sát không làm được. Còn đô 2, xương hướng còn lại là tọa giáp, tọa giáp hướng Canh và tọa Tân hướng Ất, à tọa Ất hướng Tân. Thì cần phải xem là năm 2021 thì có phạm gì không, như về cơ bản là khả năng rất cao, xin phạm về 1 năm đến tọa sát. Đấy. Phạm về 1 năm đến tọa sát, do đó không thể được. Do đó hướng Tây thì cụ thể bao nhiêu độ cho anh ạ? Còn năm 1954 bất cứ tuổi nào thì làm nhà bình thường. Vận khí đất có cho làm hay không, nên là điều quan trọng. Mấy phía đất cho làm không đủ quan trọng. Vâng. Còn câu hỏi nào không nhỉ? Anh đã giải đáp câu hỏi của bạn Hạnh Hoàng Nguyễn Hồng Sinh chưa ạ? Rồi, anh giải đáp rồi. Các quý cô chú ý chị ơi, chúng ta có thể xem video live stream xem thật kỹ nhé. Và sau đó anh hãy đặt các câu hỏi dưới phần bình luận bên dưới. Thì đội ngũ trợ lý sẽ tổng kết lại như là giải đáp đến các quý cô chú ý chị trong cái phần ebook của fanpage. Hãy đặt câu hỏi theo cú pháp, đó là họ tên cộng năm sinh của bản thân và các thành viên trong gia đình, cũng như là số điện thoại để các bạn chú ý, các bạn sẽ tư vấn kỹ hơn cho. Nhớ là nhập trạch là chúng ta là cái ngày mà chúng ta nhập trạch chúng ta là vào ở, và đây là thời điểm quan trọng nhất để chúng ta tiến hành thực hiện được an bình lô nha bắc nha thần linh gia tiên và công mãn. Thì hẹn các cô chú chị vào thứ tư tuần sau, và tuần sau nhé, tuần sau thì chúng ta sẽ có một cái video mới nhất mà thầy Lâm Huyền sẽ trực tiếp hướng dẫn các cô chú chị có bát hương hoàn chỉnh. Cũng như là thứ sáu tuần sau thì chúng tôi cũng sẽ live stream để hướng dẫn các quý cô chú chị viện bốc một bát hương như là sao cho chính xác nhất nha. Hãy đặt các câu hỏi để đội ngũ trợ lý sẽ tổng kết cũng như là giải đáp thêm cho các quý cô chú chị. Chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần sau. Tuần sau chúng ta sẽ có các cái phần giải đáp rất là kỹ lưỡng, cũng như có những cái video rất là cụ thể cho đội ngũ bát hương hoàn chỉnh này từ thầy Lâm Huyền cũng như đội ngũ trợ lý, cũng như chúng sẽ live stream hướng dẫn trực tiếp các quý cô chú chị phần live stream này nhé. Và cảm ơn anh Xuân Chuyên, hãy đo cụ thể nhé, sau đó thì đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn thêm cho anh kỹ hơn cho. Có một câu hỏi từ ban biên tập gửi lên thông qua các cái tổng hợp ấy ạ. Thì là có một câu hỏi như sau là: em sinh năm 1996, vừa mua một căn chung cư có hướng Tây Nam. Cho em hỏi là về nhà mới thì sẽ thực hiện bốc bát hương vào thời điểm nào, cách bốc bát hương như thế nào, và có cần lên chùa hoặc mời thầy về được thiện để thực hiện hay không, hay em có thể tự làm ạ? Em xin cảm ơn. Nhất cái việc bốc bát hương, chào bạn, cái việc bốc bát hương này bạn thực hiện, và tốt nhất bạn thực hiện bạn làm tốt nhất, không biết bạn là con gái hay con trai. Thì nếu như bạn là con trai thì bạn nên thực hiện việc bốc bát hương này là hoàn toàn là tốt nhất, không vấn đề gì cho bạn ạ. Cái thứ hai đó là cái việc mà thực hiện bốc bát hương nó căn cứ và dựa trên cái ngày nhập trạch. Cái ngày nhập trạch này căn cứ dựa trên năm sinh của bạn, cũng như độ số cụ thể của căn hộ bạn là căn hộ gì, thì mới có thể ra quyết định được cái việc đó là 5 tháng bây giờ để nhập trạch. 5 tháng bây giờ đấy cũng chính là thời điểm bạn nhập trạch kết thúc nhất. Thì Phong Thủy Lâm Nghiên sẽ căn cứ dựa trên 5 tháng bây giờ sinh của bạn này, căn cứ vào độ số căn hộ của bạn, và ra được một phiếu kết quả 5 tháng bây giờ đến ngày nhập trạch, và hướng dẫn bạn những phần nghi thức nghi lễ, sẽ gửi kèm bạn phần nghi thức nghi lễ nhập trạch, bao gồm là văn lễ của thần linh gia tiên, cũng như là hướng dẫn bạn bốc bát hương và ăn bát hương cách đầy đủ. Còn đối với việc thực hiện này, bạn thực hiện một cách tốt nhất, chứ không cần phải là thầy chùa đâu nhé, không cần thầy chùa đâu. Do đó bạn thực hiện một cách tốt nhất là đắt nhất, bởi vì tâm lý của bạn bạn thể hiện ở phần đó, chúng ta không cần phải thầy cúng thầy chùa gì cả đâu nhé. Ok, hãy đặt lại các câu hỏi, các quý cô chú chị ơi, hãy đặt lại các câu hỏi để được tổng hợp, cũng như các trợ lý sẽ tiến hành liên lạc thêm các quý cô chú chị nhé. Hãy để lại số điện thoại chi tiết thì các đội ngũ trợ lý sẽ kết nối qua số điện thoại để tư vấn một cách kỹ càng hơn. Chúng ta sẽ gặp nhau vào sang tuần sau nha. Sang tuần sau chúng ta sẽ có những video hướng dẫn bốc bát hương một cách rất chi tiết cụ thể từ thầy Lâm Huyền cũng như từ Đức Trung. Lúc đó chúng ta hãy cùng nghiên cứu kỹ hơn về các cái sản phẩm, cũng như cách thức bốc bát hương như nào, cách viết tờ rượu ra làm sao. Hẹn gặp lại các quý cô chú chị trong cái video live stream trong tuần sau nha. Hẹn gặp lại tất cả, hãy đặt các câu hỏi xuống bên dưới để được trợ lý tư vấn thêm nha. Xin chào.